Xin chào mọi người, hôm nay là ngày 31 tháng 3 năm 2023 và tôi sẽ chuyển từ một lập trình viên để thành lập một công ty startup. Và đây sẽ là video đầu tiên trong chuỗi series tôi chia sẻ về quá trình này. Để bắt đầu thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người lý do tại sao tôi, một lập trình viên, nghề được mọi người cho là vua của mọi nghề với mức lương cao, ổn định và mọi thứ đều ổn, lại quyết định mạo hiểm để thành lập một công ty startup. Mọi thứ bắt đầu khi mà tôi xem video này. Bill Gates, người giàu nhất thế giới. Ông ấy không phải là một giáo sư, và thậm chí ông ấy còn chưa tốt nghiệp đại học, và tôi đã suy nghĩ rất lâu. Tôi tìm kiếm trên Google những người giàu nhất thế giới, và bạn biết gì không? Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, tất cả bọn họ đều chọn con đường, đều đi con đường mà 16 năm trời, tôi được mọi người bảo với rằng tôi là gì ạ? Học thật giỏi, vào một trường đại học tốt, tốt nghiệp lại giỏi và tìm một công việc ổn định, thì tôi sẽ giàu. Nhưng không, vào chính cái giây phút đó, chính cái khoảnh khắc đó, tôi đã nhận ra là mình cũng muốn được như họ, và tôi sẽ làm như vậy. Và sự thật là kể từ những năm đầu đại học, tôi đã bắt đầu startup, tôi đã làm một web và thất bại. Tôi nhận thấy là mình còn thiếu hai điều. Thứ nhất đó chính là kinh nghiệm, thứ hai đó là sự máu lạnh. Và tôi muốn bố mẹ tôi vui vẻ, nên là tôi vẫn tiếp tục theo con đường đại học. Và sau nhiều năm nỗ lực học tập và làm việc, tôi tự tin có thể đem đến cho mọi người một sản phẩm tốt, và tôi muốn tạo ra giá trị cho cộng đồng. Và đó là lý do mà tôi tạo ra Vicodomy, một nền tảng học tập và kết nối mentor trực tuyến. Ngoài các khóa học thì chỉ với 200.000 đồng mỗi tháng, bạn có thể tham gia trò chuyện trực tiếp với chính các hướng dẫn viên mà bạn vừa xem. Hiện tại thì web vẫn chưa có cổng thanh toán, nên là bạn có thể sử dụng nó hoàn toàn miễn phí. Được tích hợp sẵn hai khóa học được tạo ra bởi chính tôi trên kênh YouTube của tôi. Và đương nhiên rồi, tôi rất mong bạn có thể để lại những góp ý, bình luận để chúng ta có thể cải thiện cái web ngày một tốt hơn nữa. Tôi rất mong có thể gặp được những bạn có cùng đam mê và hoài bão giống như tôi, để cùng chung tay xây dựng một cái sản phẩm tốt hơn nữa. Và hiện tại thì web đang được chạy trên nền tảng đó là WordPress. Đương nhiên là nó rất đơn giản rồi. Và tôi đang xây dựng một cái web khác, nhanh hơn, tuyệt vời hơn, dựa trên nền tảng React và Next.js. Và tôi rất vui được nói chuyện với bạn. Và một phút cuối cùng thì xin được nhường lại cho phần pitching của dự án. Xin chào, tôi là Hoàng Hiệp, CEO của Vicodemy, nền tảng học tập và kết nối mentor trực tuyến. Hãy tưởng tượng bạn vừa xem một YouTuber hướng dẫn viết code, và với nhiều câu hỏi bạn có thể messenger trực tiếp bên ta để được tư vấn. Chúng tôi vừa bắt đầu 5 phút trước vào ngày 31 tháng 3 năm 2023. Nếu bạn mua một khóa học online ở bất kỳ đâu ngay bây giờ, tất cả những gì bạn nhận được là anh chàng này. Một người hướng dẫn khô khan và không truyền cảm hứng, người chỉ nói chuyện với camera hàng giờ cho đến hết. Và nếu bạn may mắn, anh ấy sẽ có một PowerPoint. Và lý do bạn rất khó tiếp thu điều này là vì chúng ta đang ở 2023, chúng ta có Facebook, TikTok, Zalo và rất nhiều thứ để kết nối con người. Và khi đến một điều quan trọng như giáo dục, cái tốt nhất chúng ta có là đây. Và đó là lý do mà tôi tạo ra Vicodomy. Ngoài các khóa học video do chính chúng tôi xác nhận, chỉ với 200.000 đồng mỗi tháng, bạn có thể tham gia trò chuyện riêng với chính các hướng dẫn viên mà bạn vừa xem. Hiện chúng tôi có một mình tôi là Hoàng Hiệp, coder, developer, youtuber, từng đạt giải nhì quốc gia môn tin học, và tôi có một kênh YouTube chuyên về hướng dẫn lập trình. Với Vicodomy, thay vì học mới biết, ta sẽ biết rồi mới học. Tôi rất vui được nói chuyện với bạn. Xin cảm ơn.